Từ khước tạo vật, bạn hãy dành riêng lòng bạn cho Chúa Giêsu và đừng cho vật nào bén mảng tới. Được Chúa Giêsu, bạn sẽ nên phú quý và có một mình Chúa đã đủ lắm rồi. Ngài sẽ canh giữ, sẽ săn sóc bạn rất mực chu đáo, đến nỗi bạn không thèm mong đợi gì ở người đời. Người đời thay đổi như trở bàn tay, nay còn mai mất. Nhưng Chúa Giêsu sẽ tồn tại, sẽ trung tín hộ giúp bạn cho đến cùng. Đừng quá tin tưởng ở người đời mỏng giòn và chóng chết. Dầu là người được việc và thân bạn mấy, cũng không nên buồn khi gặp người phản kháng và mâu thuẫn bạn. Người hôm nay ủng hộ, biết đâu mai lại đả đảo bạn. Trái lại, người hôm nay ghét bạn, rất có thể mai ngày lại quay thân bạn. Người đời xoay như trong chóng, hãy đặt trót tin tưởng vào Chúa, hãy kính sợ yêu mến một mình Chúa. Ngài sẽ ban trợ, sẽ trở mọi cái nên ích lợi cho bạn. Bạn không có gia cư nào vững chắc trên đời. Dầu ở đâu, bạn cũng chỉ là một người ngụ cư, một lữ khách, và bạn chỉ được bình an khi nào kết hợp mật thiết với Chúa Kitô. Trong thương tích Chúa, bạn tìm cái gì chung quanh bạn? Đây có phải là nơi an nghỉ đâu? Gia cư bạn ở trên trời kia, và bạn phải nhìn thế vật như khách qua đường. Tất cả sẽ qua đi, và bạn cũng qua đi như mọi cái. Hãy đề phòng đừng gian díu với đời. Không vậy, bạn sẽ nô lệ nó và tự tiêu diệt. Hãy luôn luôn tưởng niệm tới đấng tối cao và dâng lời khẩn nguyện lên Chúa Kitô. Không suy được những cái trên trời, bạn hãy gẫm cuộc tử nạn Chúa và ở lại trong thương tích Chúa. Nếu biết sốt sắng chạy vào các dấu đinh và thương tích Chúa, bạn sẽ được thêm nghị lực để chịu đau khổ, sẽ bớt khó chịu khi bị người đời coi khinh và dễ dàng chịu đựng những vu khống. Sinh thời, Chúa Kitô cũng đã phải người đời khinh chê, và trong lúc tê tái nhất, còn bị cả người thân yêu ruồng bỏ, mặc cho đau khổ dằn vặt. Chính Chúa Kitô đã muốn chịu đau khổ, sỉ nhục, mà bạn dám phàn nàn cái gì? Chính Chúa Kitô còn có người thù ghét nói hành, mà bạn muốn được mọi người yêu quý và làm ơn cho sao? Nếu bạn không chịu được đôi chút trái ý, đức nhẫn nhục của bạn có gì mà đáng thường? Thân nghĩa với Chúa Kitô thế nào được khi bạn không thể chịu đựng được tí gì? Muốn đồng trị với Chúa Kitô, bạn hãy chịu đau khổ với Chúa và cho Chúa Kitô.